Sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Quảng Xương khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 19, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2024, thảo luận mục tiêu nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 và xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác. Theo đánh giá, 6 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng của huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng, có 5 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch năm và 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch cả năm. Trong khuôn khổ kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện Quảng Xương sẽ xem xét thông qua 13 nghị quyết, quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của huyện, đồng thời đánh giá kết quả giám sát chuyên đề về giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 15 của Hội đồng Nhân dân huyện và thông qua chương trình giám sát năm 2025.